Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Cống thoát nước khoét sâu kinh hoàng sát nhà dân. Do các mương dẫn nước chưa được xây dựng nên từ 3 tháng nay, mỗi khi mưa xuống, các cống thoát nước trên quốc lộ 20 đoạn qua xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng đã gây sạt lở đất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến nhà dân. Ông Huỳnh Văn Dũng, một người dân trú tại thôn 3 xã Lộc An bức xúc, nước từ cống thoát nước trên quốc lộ 20 chảy mặn đào thành con hào kéo dài hơn nửa cây số, có nơi sâu hơn 4 mét, ăn sâu vào phần móng nhà tôi khiến dãy nhà 12 phòng trọ bỏ trống hơn 3 tháng nay. Tại thôn 4 xã Lộc An, nước từ miệng cống đã tạo thành rãnh kéo dài khoảng 300 mét, rộng chừng 1 mét và sâu khoảng 4 mét len lỏi qua vườn cà phê của 10 hộ dân. Bà Đỗ Thị Miền, một người dân ở thôn 4 cho biết mỗi khi mưa xuống là vết nứt lại mở rộng và sâu thêm. Ban đêm chẳng ai dám ra vườn vì sợ sẩy chân rớt xuống hố thì chỉ có chết. Liên quan đến vụ việc này, ông Nguyễn Trọng Thăng, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn BOT và BT quốc lộ 20 cho rằng do Trung tâm Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân Bảo Lâm chưa bàn giao mặt bằng cho nhà thầu và đơn vị thi công, nên công ty không thể thi công hệ thống mương xả nước. Trong khi đó, ông Lê Văn Mỹ, phó giám đốc Trung tâm Quỹ đất tỉnh Lâm Đồng, giải thích do bên công ty trách nhiệm hữu hạn BOT và BT quốc lộ 20 điều chỉnh vị trí cống xả nên việc thương lượng đền bù giá đất với người dân gặp trở ngại. Sắp tới, sau khi quyết định phê duyệt của Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lâm, chúng tôi sẽ chi trả tiền đền bù đất cho các hộ dân tại vị trí 4 cống xả và sẽ gieo mặt bằng cho đơn vị thi công mương nước, ông Mỹ nói. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.